Vâng, chào bạn, tôi là bác sĩ ở nha khoa Minh Châu. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái tip về bẻ cái cung, nó gọi là cung tiện ích, để đánh lún hoặc làm chồi cái nhóm răng phía trước trong quá trình chỉnh nha. Đặc biệt là trong quá trình kéo lùi, chúng ta sẽ dùng cái cung này rất là nhiều. Cũng như là trong quá trình đóng khoảng thì cái cung này cũng có rất là cũng dùng nhiều. Và các bạn có thể áp dụng để làm tốt chỉnh nha hơn cho mình. Đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn trên cái cung tiện ích trước. Sau đó thì tôi đã sáng tạo ra thêm một cái cung tiện ích số 2, đó là cái cung tiện ích phân đoạn, để chúng ta vừa đánh lún vừa kéo lùi trong cái giai đoạn là đóng khoảng bằng lốp. Cái cung đánh lún phân đoạn thì chúng ta có thể dùng ở giai đoạn kéo răng nanh cũng được. Như tôi thì tôi dùng từ giai đoạn kéo răng nanh đến cái giai đoạn kết thúc thì thôi, cũng là chỉ một cái cung đánh lún phân đoạn thôi, chúng ta không phải bẻ nhiều lần. Vâng, thì đầu tiên để mà sử dụng cái cung đánh lún phân đoạn thì mục đích của chúng ta sẽ là làm chồi hoặc là làm lún cái nhóm răng cửa. Và đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ đo là cái cung mình là đi vào bốn răng cửa, thì chúng ta sẽ có ở phía gần và phía xa của bốn răng cửa này. Vâng, đánh dấu ở phía xa ở bốn cái răng hai ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái kìm đây là cái kìm bẻ tọc, nhưng tôi có thể dùng để bẻ, tức là cái kìm đây nó gọi là cái kìm 2 ly hoặc là kìm 4 ly. Như kìm này là 4mm thì chúng ta sẽ dùng cái kìm này để bẻ một cái bậc lên là 4mm, và góc bẻ của chúng ta khoảng là 120 độ. Sau đó thì chúng ta sẽ bẻ ngang một cái bậc xuống nữa. Đây ạ, rất nhanh, bẻ rất nhanh thôi. Chúng ta bẻ lên khoảng 120 độ, sau đó thì chúng ta bẻ ngang. Vâng, đặt xuống mặt phẳng thì nó nằm trên một mặt phẳng thì là ok. Chưa được thì chúng ta sẽ phải uốn lại một chút để cho nó phẳng. Vâng, khi mà nó nằm một trên một cái mặt phẳng này thì chúng ta sẽ bắt đầu đo đến ở phía gần của cái ống ben răng 6 hai bên. Tương tự như thế bên này, chúng ta sẽ bẻ ở phía gần của răng 6 hai bên. Ok, tôi sẽ đo lại để chính xác một chút.
Vâng, và mục đích của ta là sẽ cho cái răng nó lên. Đấy, nên là cái này chúng ta sẽ phải bẻ xuống để cho cái này nó lên. Để dùng được ở những cái cung này thì chúng ta sẽ chọn cái bên hai ống vuông hoặc là cái mắc cài hai ống vuông, và khi mà chúng ta lắp cái này vào thì nó sẽ có tác dụng là đánh lún. Đánh lún cái nhóm răng phía trước. Và để nó đánh lún nó không làm cái răng chìa ra thì chúng ta sẽ phải khóa đầu tận cái dây cung chính, là cái dây cung đi trước vào ống chính. Còn cái dây cung này thì đi vào ống phụ. Vâng, đây tôi sẽ đi lại cho các bạn để các bạn xem. Vâng ạ. Các bạn thấy là nó, khi mà mình đưa vào thì nó đang bị lên trên. Khi mà mình vít xuống, đúng không ạ? Thì nó sẽ có một cái lực kéo cái răng mình lên trên để đánh lún. Thì khi mà bẻ cái cung này thì chúng ta thì có thể là vừa đánh lún vừa kéo lùi răng ba trong trường hợp mà nó cắn sâu, hoặc là trong quá trình kéo răng ba mà các bạn thấy cái răng cửa nó có hiện tượng cuộn hoặc nó cụp, nó mất tọc, thì chúng ta có thể dùng cái cung này để làm nó lún lại, và chúng ta vẫn có thể vừa kéo răng ba vừa làm nó lún. Thì cái này thì chúng ta có thể là đi vào dây cung chính, đi vào luôn bốn cái mắc cài răng trước, hoặc là chúng ta sẽ buộc vào cái dây cung chính. Thì đây là cái mà chúng ta vừa có thể kéo lùi mà vừa có thể đánh lún cái nhóm răng cửa. Tuy nhiên là nếu mà các bạn dùng cái này để đánh lún cái nhóm răng cửa mà chúng ta không có kéo lùi thì nó sẽ bị chia cái nhóm răng cửa ra. Vì vậy nên là cái này dùng thì nó sẽ lún nhưng mà nó sẽ làm chia. Chúng ta sẽ có cách để chống lại cái việc nó chìa như vậy. Thì tôi thường dùng cái này trong giai đoạn thứ nhất là kéo răng 3, hoặc là giai đoạn làm ngửa và lún trước, sau đó thì kéo lùi sau. Còn với trường hợp mà đóng khoảng 4 răng cửa mà chúng ta vừa lún vừa lùi thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở video tiếp theo là cái cung đánh lún phân đoạn. Thì các bạn có câu hỏi gì hoặc thắc mắc gì thì hãy book một comment cho tôi. Nếu không hiểu thì có thể hẹn gặp tôi để tôi hướng dẫn kỹ hơn các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.